Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hôm nay căng lắm các bạn. Tình hình là mấy chú cá bảy màu này này thì cũng đã đẻ rồi. Mấy hôm nay cũng đẻ thêm một con cá bảy màu đã bắt đầu đẻ rồi. Thì hôm nay trời nó cũng lạnh lạnh ấy thì là nó cứ rút hết xuống dưới các bạn. Thì các bạn sẽ khó nhìn hơn. Thì con cá bảy màu có chửa to lắm, đẻ rồi. Lúc lúc ở trong vế góc này các bạn này. Thì còn mấy con mà màu cam cam này thì cũng đang lớn rất chi là nhanh. Lớn nhanh hơn so với cá bảy màu các bạn. Thì dẫu biết rằng là nghiện ngập thì là cũng là dở rồi. Thế nhưng mà hôm nay thì cũng vẫn phải quyết đầu tư một quả lửa các bạn. Đầu tư một quả lửa. Các bạn biết đấy, cái video hôm qua ấy, thì mình chia sẻ với các bạn cái bẻ cá, cái gọi là cái hòn non bộ ở trong AV của mình ấy. Thì là thôi vừa đấy thì mình cũng tát cạn nước phơi khô để đấy một thời gian để toan tính và tính toán xem là lươi con gì. Nhưng có khả năng là mười nhiều phần trăm hơn là đi tìm con 33 thả vào đây các bạn. Tìm con 33 nuôi cho nó lớn xem nó còn lớn không. Thì hôm nay mình mua thêm một cái một số, mình phải là rất nhiều dụng cụ để làm một cái bẻ cá bẻ màu các bạn. Thì trang bị cho một cái bộ này hơi tốn kém, hôm nay là hơi tốn kém đấy. Để mình kể cho các bạn nhé. Tốn kém một chút xíu là vợ đưa cho 300.000 thì mua hết 190, không dám tiêu cả, tiêu cả giờ về sợ vợ lại mắng thì thôi dám mua ít thôi. Thì là đá này này các bạn này. Các bạn có tin không? Đá mà phải mua đấy. Nếu như các bạn nào mà ở trên vùng núi mà xem cái video này thì nhìn thấy mấy viên đá này nó rất chi là tầm thường đúng không? Rất chi là bình thường, thực sự là nó bình thường. Thế nhưng mà mua 35 đến 40.000 một cân đấy các bạn ạ. Đây. Đây là ba viên đá mua này. Nguyên cái từng này đá là 70.000 này. Đấy. Đấy thì còn thì mất tiền đúng là không vui tí nào thật. Đây là mấy viên đá đi trên đường về mình nhặt thêm này. Đấy. Còn đây túi đá này mình nhặt thêm này để bổ sung để làm cái hòn non bộ ở trong cái bể này các bạn ạ. Thì còn cái khúc gỗ này là các bạn này. Khúc gỗ này thì ngày xưa ấy mình đi làm mộc ấy thì mình cũng mua mới mình nhặt nhạnh được những cái đầu mẩu này ấy. Thì hóa ra giờ lại thành có việc. Đấy, rất chỉ là đẹp, mình thử đặt lên này. Anh à, đẹp đấy. Nhưng mà hơi to, nhưng mà không sao. To quá thế này thì có khi này là phải bổ sung cái tấm nhỏ hơn để sau này cái hòn cái khúc gỗ này thì mình có khả năng cho sang bẻ to, nhưng mà tí nữa mình thử xem xét xem nó thế nào nhé các bạn nhé. Ấy da. Thế này thì hơi chật quá đúng không? Các bạn nhìn thấy hơi chật quá đúng không? Nhưng nó xấu đúng không? Thôi được. Đây là cái cục gỗ chắc các bạn. Đây là gỗ chắc, nếu như bạn nào chắc là các bạn không biết đâu, gỗ chắc này nó đang cũng đắt nhất nhì trong các dòng gỗ, nó chỉ kém cái gỗ xưa một chút xíu thôi. Đó là cái giá trị của nó rất chi là cao để đầu tư cho cái bẻ cá này của mình. Thế còn ở đây là cái cây vàng vàng này các bạn này. Cây hoa vàng này, nó rất chi là đẹp. Sau đó cây này thì mình chắc chắn là mình sẽ phải luộc lên để cho nó bong cái vỏ này ra. Sau đó rồi thì hoặc là mình có thể là bóc ra để làm cái cây cổ thụ ở trong. Và đây là cây này là cây thủy canh này. Đấy, còn đây là rêu này. Rêu này chỗ này là mua mất là 20.000. 20.000 chỗ rêu này. Ui dồi ôi, mặc ràng quá. Thôi bây giờ thì để làm được cái bẻ cá này thì mình bắt đầu tiến hành vào làm. Không biết là có xong ở cái video hôm nay hay không, nhưng mà chim giờ thì hiện tượng là vẫn chửa cho ăn. Thì bây giờ mình làm cái bẻ cá này đã. Sau đó rồi xem nó đẹp đến mức độ nào, hoa tay thứ 11 còn không, để mình chia sẻ với các bạn nhé. Nếu như các bạn nào thấy cái video này của mình là hay ấy, thì các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ Long Đen nhé. Sẽ xem là kiểm tra hoa tay nè. Đây một cái này các bạn này. Các bạn thấy không? Đây một cái này tròn xoe luôn. Đây một cái tròn xoe luôn, mình cho các bạn xem nhé. Tròn xoe này. Ôi giời, mỗi cái này méo thôi. Cái này tròn xoe. Bắt đầu mình làm để phục vụ mấy em cá bảy màu, rồi sau mình thả cá bảy màu vào. Đấy, có xem có làm xong trong ngày hôm nay không các bạn nhé. Để cố gắng tích cực làm cho nó xong đi. Wow. Thank you.
quá kỳ công và tỉ mỉ các bạn ạ. Mình đã được một cái cây này gọi là cây gọi là cổ thụ trên đá. Đây là tác phẩm cổ thụ trên đá. Đấy. Còn đây là những viên đá này mình phải phơi nó ra các bạn, rửa sạch nó đi cho phơi nó ra này. Đấy, phơi nó ra cho nó khô đi không chốc, ví dụ như là nó vào trong bể rồi là mình không thể coi như là rửa được nữa. Đây nhặt cả từng những viên đá li ti này về các bạn. Li ti nó vào cái việc của li ti đấy. Đây. Nó xíu luôn. Chắc chắn là sẽ có những cái bối cảnh phải sử dụng đến nó. Mình vừa mới ra vườn đấy các bạn, vừa mới ra vườn à. Bới được một cái khúc gỗ này. Nó hơi mục một chút xíu nhưng mình sẽ sử dụng đến cái thìa này. Mình cạo hết nó cho nó đẹp đi các bạn. Đây là phía sau thì nó cũng rất chi là hầm hố đấy. Nói chung là nghệ thuật cũng từ đôi mắt mà ra đúng không? Nhưng mà hơi mục như này thì mình sẽ cố gắng cạo thật sạch đi để giữ lại, còn cái phần nào cứng nhất thì để lại các bạn. Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Đâu đấy hết rồi, đá đã khô rồi. Bây giờ thì cái khâu cuối cùng đó là cái khâu lắp ghép những hình quả núi, làm sao cho nó hài hòa và đẹp mắt các bạn. Như vừa nãy các bạn cũng thấy mình chia sẻ đấy, là mình định đặt cái khúc gỗ này vào ấy, thế nhưng mà nó nhỏ quá. Thì thôi, cái khúc gỗ này để lúc nào mình làm cái bể to to vào. Bể to to này thì phải sử dụng đến cái khúc gỗ này. Thì còn những viên đá mà nhỏ nhỏ như thế này ấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào mình chắp ghép và tạo thành một cái hòn non bộ ở phía trong. Thì các bạn xem nó có được không nhá, có ưng ý không. Nếu như mà các bạn nào mà thấy mà nó đẹp đẹp mà hài hòa này, các bạn cho Long Đen một like cái cho nó tinh thần nó đi lên. Để khẩn trương lên, để còn mấy em chim vẫn đang gọi chí chóe cả kia rồi. Khẩn trương lên cho một các em nó ăn. Các bạn đã thấy cái hình thù của cái hòn non bộ của Long trong bể cá chưa? Trông khá đẹp đấy các bạn. Bởi vì là các bạn có thể nhìn các hướng này. Bây giờ mình trang điểm cho nó thêm rêu vào nữa này. Rêu này, và sau đó mình sẽ đổ cát vào. Đổ cát vào, sau đó mình sẽ để mình trang trí thêm một số thứ. Ví dụ như là cái cốc này, cốc đá này để phía dưới này. Cái con ốc biển này cũng đặt ở phía dưới. Bây giờ thì mình tiến hành mình bắt đầu gắn rêu các bạn nhé. Trang điểm thêm những cây thủy canh vào nữa thì sau mình đổ nước vào thì trông nó sẽ nổi hơn. Bởi vì nhìn như này thì các bạn sẽ chưa nhìn thấy cái không gian của nó. Thế nhưng mà trên góc nhìn của mình thì mình thấy khá ok rồi. Đã hòn non bộ này nó nằm ở trên đỉnh rồi. Thì mức nước này chắc chỉ đến tầm này thôi các bạn. Mức nước chỉ đến tầm này và nó ngập được cái cây này rồi. Cái cây này nhìn về nghiêng thì cũng rất chi là đẹp đấy. Đâu đó gọi là cổ thụ ôm đá. Ấy da, ghê chưa. Mấy con chim của mình ở trong AV nó kêu quá thể rồi các bạn. Dành thời gian cho cá thì chim nó lại tị. Mệt thế chị nhỉ.
quá tỉ mỉ các bạn, phải thực sự là quá tỉ mỉ. Các bạn có thể đã nhìn thấy là sơ qua có một cái màu xanh rất chi là đẹp các bạn. Có cái là điều là mình đang bố trí lại những cái nó để tránh nó hở đất ra, trông nó xấu thôi các bạn. Sau này cái rêu này nó sẽ phát triển, nó ăn, nó mọc lấn ra mà. Thế nhưng mà dù sao chăng nữa mình cũng phải che bớt cái điểm xấu của nó đi. Các bạn thấy chưa? Đây, nhìn từ phía dưới này. Rất chi là đẹp. Góc này cũng thế, góc này cũng có một cái tảng đá này. Đấy, còn vế trên này thì mình bên tảng này mình không làm tí rêu nào để cho nó mọc. Tức là làm rêu nhiều quá thì nó sẽ xấu các bạn. Khá ok đấy. Công trình tâm đắc đấy các bạn. Đấy, công tác bây giờ là mình cho cát vào nữa thôi. Cho cát vào thì mình chắc là mình chỉ cho đến tầm sấp xỉ đây một tí, rồi vế này cho hơi cao lên một chút xíu để mình trang trí thêm cái miếng gỗ này các bạn này, cái miếng gỗ này này. Và nói chung là cái gì thế nhiều quá nó cũng không đẹp. Đó các bạn nhìn thấy thế nào? Được chưa? Lần mẩn cũng có cái hay của nó đấy các bạn. Nói chung là mình thấy rất nhiều các bạn bình luận vào ấy, người ta nói rằng là gì nhỉ? Gì để nuôi cá nhỉ? Tức là rèn cho tĩnh thì phải nuôi cá đúng không? Rèn cho con người tĩnh tâm thì phải nuôi cá, thì nó tỉ mỉ này, rồi sau rồi cá nó vào nó bơi lội thì mình cảm giác nó tâm mình lúc nào cũng tĩnh, tư tưởng lúc nào cũng thoải mái, nó giải quyết trong những cái công việc, ví dụ như học tập nhiều khi nó căng thẳng này, rồi thì công việc nhiều khi nó cũng căng thẳng, thì nhiều khi ngắm cá này nó cũng có một cái hay đấy các bạn. Đây là mình chia sẻ thật lòng luôn chứ không phải là tâng bốc một cái vấn đề gì đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào cho cát vào các bạn. Tiến hành cho cát vào thôi. Như thế này là khá ok rồi. Nhìn tứ phía một cái xem nào. Đấy. Về sau thì mình không nói chuyện rồi. Mình cơ bản đang nhìn cái vế tiền này một chút xíu. Các bạn thử nhìn từ phía xa xem nào. Yeah, để sau mình khiêng ra giữa kia các bạn. Các bạn thấy chưa, nhìn nước nó đục nhỉ. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái tiêu này, mình hút hết cái nước này ra ấy. Sau đó là mình sẽ đổ thêm nước vào, thì mình trang trí lại một chút xíu nữa. Sau đổ nước vào ấy, thì là phải đợi nước nó trong nước xuống, nó tạo vi sinh men, xin lỗi các bạn, tạo vi sinh, những con vi sinh có lợi cho trong nước ấy. Thì lúc đó chúng ta mới thả cá, thì mình sẽ tiến hành vào nhé các bạn nhé. Một số các bạn không biết cách hút như này đâu, thật sự luôn đấy. Đây các bạn à, chổng cái vòi này xuống này, xuống đây. Sau bao lâu các bạn phải hít cái đầu này cái nó tự nó khắc chảy luôn đấy. Các bạn thấy chưa, cái chén này này, cái chén này mình để như này này, mình để như này thì kiểu nó như cảm giác như ở dưới đáy biển ấy, nó có một cái gì đó là lửa kín lửa hở ấy, trông nó cổ kính các bạn, kiểu như là cuộc thám hiểm ở dưới đáy biển ấy, nó có những cái hình hài như vậy. Thì còn khúc gỗ như này thì tất nhiên to như này thì mình sẽ không thể cho thẳng vào rồi. Mình sẽ tiến hành bửa ra và đặt nó ở dưới này. Sau đó mình mới bắt đầu mới đặt cái con ốc biển này vào các bạn. Nó chung con ốc biển này hơi to một chút xíu nhưng mà thôi cứ để vào cho nó có một thêm một cái cảnh nó đẹp hơn. Wow. Mình không nghĩ là mình lại khéo tay đến mức như vậy các bạn ạ. Thật sự là quá kinh điển luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào và đợi là trong nước xem nó sẽ nổi lên một cái sắc thái như nào các bạn nhé. Các bạn cùng chờ đợi mình. Bây giờ mình phải nhẹ nhàng cho nước vào thôi, không là nó tránh nó sẽ bị đục. Đục thì nó sẽ rất chi là lâu. Lâu trong nước thì các bạn sẽ khó nhìn. Đây hướng con ốc rồi. Đấy cổ kính chưa. Bây giờ mình đổ nước vào để xem tình hình ra làm sao nào. Các bạn thấy chưa, nước bây giờ đang chuẩn bị nó trong nước rồi. Khi mà trong nước lên thì nó sẽ nổi lên một cái đẹp các bạn. À mình sai lầm một cái việc là mình cho cái miếng gỗ này vào ấy, thì hóa ra nó lại nổi lên. Hay thế, nổi lên thế là không được. Thế là mình cho luôn cái tí dèo này vào trong phần dưới này rồi.
Để chờ trong nước thì các bạn sẽ được nhìn thấy rõ hơn, thì các bạn có thể nhìn thấy hơi hơi bóng bóng một chút xíu là cái thân cây này nó được ngập nước này, nhìn nó đẹp không các bạn nhỉ? Đấy, còn ốc biển đang bám vào là tầng đá này. Đấy, thì bây giờ thì không nói dài nữa, để đi cho mấy con chim của mình nó ăn, không thì mải mấy con cá này, mấy con chim này nó lại kiện mình quá thể cơ. Đấy, các bạn này, để mình mở cửa. Đây các bạn này, ăn là sạch sẽ hết luôn rồi đây. Ăn sạch sẽ hết, tinh tươm luôn nhá, ghê thật đấy. Thì từ sáng giờ mình bảo các bạn rồi, mình chưa cho nó ăn đâu. Thì nó cũng rèn cho nó một cái bản năng là ăn thì phải ăn hết, không thể ăn thừa ăn thãi được. Con chà mà này đã ra rồi này. Đây, miếng này nó ăn hết luôn này các bạn, miếng này ăn hết luôn này. Bây giờ mình cho nó ăn thôi. Có cả chuối này, có cả đu đủ đấy các bạn này. Các bạn bảo mình là mấy con chim khuyên vừa rồi ấy, mình về mình không vào cám ấy. Thì các bạn thì thực sự ra nếu được vào cám thì nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà ở trong AV của mình ấy, trong AV của mình lúc nào cũng đầy đủ hoa quả luôn. Cho nên là mình cũng không có sợ. Mới lại cám ấy, cám thì mình cũng có ở phía kia rồi. Bọn nó, mấy con chim nó cũng tự biết đang đến ăn cám mà. Mình thấy để ý mà mấy con sáo lâu của mình đến ăn này. Chà mào lắm, lúc vui vui cũng đến ăn, chim sẻ cũng đến ăn. Ồ, mình hỏi hay thật, bọn này vui là vui. Đây con chà mào này buồn cười à. Đây, đã mời được ăn đâu, ai đã cho ăn mà được ăn. Ồ, ai đã cho ăn mà ăn. Măn hết à? Thế măn hết à? Búng cho cái giờ. Búng cho cái thì con mà mất cả mỏ. Ăn đi, giờ vào ăn đi. Chiu chiu, nó vẫn không dám nhảy vào tay mình luôn. Quế lâm lành cực kỳ, các bạn nào mà có điều kiện cứ nuôi cái quế lâm này này, lành lắm. Quế lâm mới lại ngũ sắc lành ơi là lành. Thì mình bớt lại mấy cái miếng này đi về đầu kia kìa. Thì có mấy con chim khuyên của mình, có mấy con chim khuyên của mình nó ở tầng thấp này này. Xin chào, nó sợ quá các bạn. Đây là mấy con chim khuyên ở tầng thấp này này các bạn này. Thì là phải cho nó ăn ở dưới tầng thấp này này. Đấy. Không bởi vì là lông cánh giờ chưa đủ bay nên làm sao được. Mình cài xuống phần thấp này các bạn, đâu rồi? Rút giấy đâu rồi dạ? Cái màu xanh xanh của mấy con khuyên này khó nhìn lắm. Đấy, chốc là nó ra dở, cứ để ý là chốc ra dở. Còn đây là khổ phần cám cho chim sáo này, chim gáy mình cho ăn thóc luôn các bạn. Các bạn nhìn kìa, con chim khuyên kìa. Đấy, mình để thức ăn tầm thấp, nó bắt đầu nó đến nó ăn rồi đấy. Vui không? Kể cũng đáng thương các bạn nhỉ. Nó không đủ lông đủ cánh mà, không dám không trèo lên được kịp với bọn nó ở trên kia. Thì đây, mỗi 2 ngày là hết từng này cám này. 2 ngày là hết từng này cám các bạn. Đây là dành cho mấy con chim cút này. Mấy con ui giời ơi, chạy làm anh giật hết cả mình. Làm sao mà chạy, có ai làm gì đâu. Ai làm gì đâu mà phải chạy. Nó rát quá các bạn. Hai con đấy nó rát, đây là rát. Đây. Đây là cám dành cho chim gáy này, chim sáo này. Các bạn nuôi chim sáo này vui hết, nó hot kinh lắm các bạn. Sáng tức là 2 ngày hôm trước ấy, nó mưa ấy, thì hôm nay có một tí nắng sớm ấy, mấy con chim này nó hót kinh khủng luôn. Chim sẻ thì khôn hơn, chim sẻ thì cám to là không ăn đâu, nhường cho chim sáo. Lúc nào mà bọn chim sáo nó ăn nhằn nhỏ xíu ra rồi là chim sẻ mới lại chim khuyên nhảy vào kiếm tí, rất khôn. Còn con này thì tội nhất này, đang giúp trong này các bạn. Thôi đấy, bây giờ là vào xem cái nước ở trong cái bể cá của mình nó trong chưa, xem theo các bạn nó lên thả cá không nhỉ. Mình lên mình thử thả cái xem nó tình hình ra làm sao. Ai trời ơi các bạn ơi, đẹp hơn nhiều rồi đấy. Mình chỉ cần cho lốt cái gì nhỉ? cây thủy sinh vào là ok thôi. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Ôi giời, đẹp chưa? Ôi giời, nhưng bên này nộ quá. Đúng là không thể lộ ở phía hậu được. Phía hậu mà lộ ra thì coi như là người ta cười cho thối mũi các bạn. Như vậy là nước đã trong rồi các bạn. Thì mình cũng định tính là thả cá vào, thế nhưng mà dục tốc bất đạt, rút kinh nghiệm nhiều lần rồi. Cái bể cá ở phía dưới AV ấy, cũng chỉ vì vội vàng mà ra đi mất 3 em, thì cho nên là cái chậu này dẫu biết rằng nếu mà thả cá vào ấy, thì là nó sẽ đẹp hơn nhiều. Thế nhưng mà không vội được các bạn ạ. Đấy, mình cứ để ở đây vài ba hôm nữa, sau đó là mình thả, chờ cho nước nó trong đi, có vi sinh
ở trong nước đi, sau đó là mình mới bắt đầu tiến hành mình thả cá vào. Các bạn có thể nhìn từ phía trên này này. Ôi giời, đẹp chưa? Ôi giời, đúng là hoa tay thứ 11, thật đẹp thế nhỉ. Nhìn trông như là bức tranh phong thủy của Việt Nam thời cổ đại. Trên thì có núi, có cây cổ thụ này. Đấy. Ở dưới đáy thì lại có cái kiểu như đáy biển, đáy đại dương ấy. Có tảo biển này, có cây này. Đấy. Nhìn bên trên, nhìn từ trên về trở xuống thì cũng chỉ là một cái bể nước. Nhưng mà nhìn từ ở phía sau này, ôi giời, ghê chưa? Bức tranh phong thủy và hữu tình. Thôi nói trêu với các bạn vậy thôi. Chứ còn thì Long Đen kết thúc video ở đây. Bởi vì là một ngày làm ra được cái này cũng rất chỉ là phức tạp, rất chỉ là khó khăn. Từ nghĩ cái ý tưởng này, rồi cho chim ăn này, rồi thì đi mua đồ này. Nói chung là cũng đã mệt mỏi rồi. Nói sao chăng nữa thì cũng một lần nữa cảm ơn các bạn xem video đến giây phút này. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Và đặc biệt hơn là đăng ký ủng hộ kênh Long Đen và tất cả những con vật của Long Đen. Long Đen rất cảm ơn các bạn đã theo dõi Long Đen. Ok, hẹn các bạn vào ngày mai nhé.